Thưa quý vị, lớp học không đồng với tên gọi Chắp cánh ước mơ tại nhà sinh hoạt cộng đồng phường Hòa Thuận Đông vừa được triển khai. Tại đây, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được bồi dưỡng kiến thức miễn phí. Phấn khởi, hạnh phúc là những cảm xúc chung của thầy và trò tại lớp học này. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên các em được học tại cơ sở mới, rộng rãi, khang trang hơn. Suốt 25 năm qua, cô Phạm Thị Kim Cương, giáo viên ngữ văn trường trung học cơ sở Kim Đồng, quận Hải Châu, tổ chức lớp dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mong muốn của cô Cương là mở rộng lớp học để giúp được cho nhiều trẻ em hơn nữa. Vì vậy, cô tìm gặp các thầy cô cùng nguyện vọng, muốn giúp đỡ học sinh, cùng nhau làm đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thuận Đông hỗ trợ chỗ dạy. Nhờ đó, lớp học không đồng với tên gọi Chắp cánh ước mơ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Thuận Đông được triển khai. Để hỗ trợ tiếp sức đến trường, đồng thời là để các chuỗi hoạt động của ban phường trong vấn đề hỗ trợ cho các em, thì ban phường có phối hợp với lại câu lạc bộ ước mơ xanh trên của phường tổ chức mở cái lớp học không đồng nhằm hỗ trợ thêm cho các em về kiến thức khi các em vào năm học mới. Với lại cái mục đích như vậy thì ban phường tạo điều kiện và hỗ trợ một phần nào đó với mong muốn rằng là các em có một cái điều kiện tốt nhất để làm sao mà tất cả các em được đến trường. Cảm xúc của con là rất là vui mừng khi được học miễn phí ở chỗ không đồng này. Con sẽ cố gắng học tập được tốt, không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Lớp học được nhiều thầy cô giáo tham gia giảng dạy. Hiện lớp đã có gần 40 học sinh. Các em được học các môn văn hóa gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Cái ý nghĩa đầu tiên đó là giúp các bạn được đến trường một cách là thuận lợi nhất, tiếp cận kiến thức một cách là nhanh nhất. Chúng ta cũng là chung tay góp sức vì cộng đồng, không chỉ ở cái phường Hòa Thuận Đông mà mình nghĩ là tất cả các phường trên địa bàn quận Hải Châu nói riêng và của thành phố Đà Nẵng nói chung đều có một cái lớp học như thế này để cho các bạn có một cái sân chơi, cũng có một cái sự gọi là giao lưu và được ngoài cái việc học ra thì cũng có được học tiếp cận những cái kỹ năng sống. Đối với thầy cô giáo, niềm hạnh phúc lớn nhất là được thấy các em tiến bộ từng ngày. Bên cạnh việc giúp các em củng cố kiến thức, các thầy cô giáo còn chú trọng vào kỹ năng sống, qua đó phát triển kỹ năng mềm, bồi dưỡng nâng cao sức khỏe tinh thần ở trẻ em, khơi dậy trong mỗi em tình yêu thương, lòng nhân ái, biết chia sẻ với người khác.